gọi là anh Đức Nhân. Xin chào các bạn đến với kênh NTV. Hôm nay mình sang thăm vườn bưởi của anh Phương ở Mê Linh, Hà Nội. Anh ơi, cho em hỏi địa chỉ chính này là thôn nào nhỉ? Xin chào anh. Đây là địa chỉ của chúng tôi là thuộc xóm 3, thôn Đông Cao, xã Trang Việt, Mê Linh, Hà Nội. Vâng, em cũng được biết bác là người cũng theo dõi kênh của em đúng không ạ? Vâng, thế nay em sang vườn bưởi của bác thì em muốn chia sẻ, muốn bác chia sẻ với kênh của em và bà con nông dân trên toàn quốc ấy. Thì bác có cái kinh nghiệm gì trồng bưởi này, và bác có gì giống bưởi hay thì bác chia sẻ cho em và cho bà con. Bác, cây bưởi của bác đây em thấy rất lâu năm rồi, thì đây cây bưởi này bao năm rồi bác? Báo cáo anh là cái bưởi giống bưởi đỏ của chúng tôi đã có trên 60 năm nay rồi. Trong quá trình chúng tôi được các cụ lưu giữ và đến hiện tại về chúng đang quản lý là lưu giữ khoảng độ 35 cây đầu dòng của cái giống bưởi đỏ. 35 cây đầu dòng luôn. Đấy, thuộc sở công nghệ và sở nông nghiệp, là ba nhà phối hợp với nhau để bảo tồn giống bưởi đỏ quý. Tức là cái vườn bưởi của bác đây có vẻ mấy chục năm rồi nhỉ, cây bưởi già già này. Cây bưởi này hiện tại của nhà chúng tôi là khoảng độ trên 40 năm rồi, 42, 43 năm rồi. Đấy. Quá quý hiếm nhỉ. Tức là đến bây giờ nó vẫn phát triển tốt. Tất cả cái diện tích của bác trồng ở đây cũng như ở các một số trang trại thì bác giới thiệu được bao nhiêu gốc? Hiện tại tình chúng tôi đang quản lý gọi gốc bưởi già có tuổi đời trên 40 năm ấy, thì nó vào khoảng độ 35-40 gốc. Đấy. Gốc là bưởi già, còn các cái bưởi giống mà còn các cái giống tơ mà đang cho khai thác năm này năm thứ 5 thì nó có khoảng độ 1.400 gốc. Tức là riêng gia đình mình đấy. Còn trong cái xã mình bà con còn trong cái xã của chúng tôi là chúng tôi lại liên kết với bà con, thì hiện tại về chúng tôi đang liên kết vào khoảng 25 hộ. Với tổng số lượng cây đó vào khoảng độ trên 400 cây. Thì cái diện tích của bác đây, các cái cây trồng của bác đây thì mình đã được các cái hiệp hội hay là được cái cấp các cái chứng nhận gì đặc biệt là... giống bưởi của chúng tôi được rất các cái sở khoa học và sở nông nghiệp quan tâm đến. Bắt đầu 2012 là chúng tôi xây dựng cái thương hiệu và bảo tồn giống bưởi này. Và xây dựng các cái quy trình tức là theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Và hiện tại là chúng tôi đang làm tiếp cái chương trình xây dựng lô gát là sử dụng các cái phân bón như phân bón silic để tăng các cái độ xốp mùn lên và cải tạo cái nguồn đất của tại địa phương và nâng cao cái giá trị cái sản phẩm của cái bưởi đỏ Đông Cao này lên. Vâng. Cho em hỏi thì ngoài cái phân bón bác dùng phân bón xịt Đông Sơn đúng không ạ? Thì bác có dùng đầu năm bác có dùng các loại phân gì khác ngoài cái đấy không? Thì hiện tại là chúng tôi bây giờ trong quá trình đang kết hợp trải nghiệm cái phân silic Đông Sơn này. Thì năm nay là chúng tôi bắt đầu làm thí điểm tên là 16 cây. Trong đó là cái tuổi đời nó vào khoảng trên 40 năm. Cái cây bưởi già, bưởi mình già khai thác xem là nó đấy, để cho nó để xem là mình dựa trên cái nền tảng tên là phân bón này xem cái mẫu mã và chất lượng và cái bộ lá xem nó phát triển với so với các dòng phân khác như thế nó thế nào để chúng tôi có cái kết quả căn cứ vào đấy ta đánh giá. Tức là mình chọn những cây bưởi già nhất để mình xem nó có trẻ hóa không đúng không? Đúng rồi. Thì bác thấy bác sau quá trình bác dùng các phân này thì bác thấy thế nào? Sau quá trình đầu tháng 12 thì chúng tôi tiến hành giai đoạn bón thúc. Đấy, thì trong giai đoạn bón thúc này tôi cũng thường xuyên là quan sát thì thấy cái nhất là so với mọi năm thì cái quả này này, mình phải nói rằng là cái quả này năm nay nó rất là bóng này. Và da nó sẽ mịn hơn đấy. Mịn hơn. Cái đấy. Túi tinh dầu nó nhỏ đúng ngồi đấy. Thì chắc cái vỏ sẽ mỏng. Sẽ mỏng. Còn mọi năm thì cái da mà vỏ này nó có các cái độ sần rất là sần. Nhưng thực tế là hiện tại bây giờ mới được khoảng độ 5-6 tháng nhưng quả bưởi trông nó săn chắc. Sẽ săn chắc khác. Năm khác đấy. Chắc em sẽ quay zoom cho bà con xem. Thì còn bác thấy cái đất mà khi dùng các phân bón mà nó như thế thì thấy nó thế nào bác? Đấy, cái nhất là năm nay tôi thấy là cái độ xốp này. Đấy, bà con thấy cái độ xốp và biểu hiện những cái run có run đùn lên đấy. Vâng, để sẽ tạo thành cái vi sinh vật rất nhiều đấy. Vâng. So với mọi năm đấy, để tiếp tục là chúng tôi lại tiến hành làm 2-3 giai đoạn nữa để bón đồng thời để sau giai đoạn tức là vào tháng 6, tháng 7 thì bưởi của chúng tôi đã ăn được và lúc đấy sẽ mời các bà con hiện tại và mời tập đoàn phân bón Silic Đông Sơn lên đây để ăn và đồng thời trải nghiệm. Tức là cái này thu hoạch vào tháng mấy bác nhỉ? Cái này của chúng tôi là sẽ thu hoạch vào cuối tháng 7, đầu tháng 8. Thế có thể mình bán vào Tết Trung Thu. Đấy, đấy. Thế thì hiệu quả. Tức là bác dùng cái phân bón Silic Đông Sơn này là bác dùng được một đợt hay hai đợt rồi? Đấy, hiện tại là chúng tôi bây giờ mới dùng đứng giai đoạn đầu tiên là bón thúc. Cho thúc thôi. Rồi, còn giai đoạn bác hai là... Sắp sửa cho vào đúng không? Rồi. Sắp sửa cho vào để mình chống vào mùa mưa cho cân bằng pH đúng không? Độ pH. Độ pH nó ổn định pH mà. Rồi. Giờ em sẽ quay cho bà con xem cái quả bưởi cho bà con xem. Đấy, đây hiện tại chẳng hạn như so ngay cái bưởi cây của gia đình đây không bón cái dùng cái phân này thì đúng cái quả nó sẽ có bóng hẳn khác. Vâng, em quay cho bà con xem. Tức là nó nhẵn mịn vỏ hơn đúng không? Đấy, nhẵn mịn hơn đấy, rất nhẵn. Nhẵn vỏ hơn đúng không?
săn chắc quả. Cái này là khai thác vào tháng 7, cuối tháng 7. Cuối tháng 7 đầu tháng 8 của mình. Tức là mình bán đúng vào dịp Trung bán Thu. Bán vào đúng dịp Trung Thu cái dòng bưởi này. Và cuống nó cũng nhỏ đúng không? Vâng, săn quả mà quả săn chắc đúng không? Vỏ nó sẽ mỏng rồi. Là bác mới đưa tạm cái này là 16 cây đúng không? 16 cây. Sau đấy là bác còn có thể đưa vào cái diện tích lớn hơn. Trong quá trình là chúng tôi sẽ đánh giá kết quả của năm nay. Vâng. Để sử dụng nó tốt thì chúng tôi sẽ đưa vào đại trà, tức là cái 3 hecta của gia đình chúng tôi. Vâng. Và tiếp đó là triển khai 25 hộ viên của hợp tác xã bưởi đỏ chúng tôi này. À, tức là quê mình đã có cái hội hiệp hội của hội nông dân, hội riêng hội làm vườn riêng luôn. Rồi. Tốt quá là mình đã đưa vào cái bưởi sạch. Đây này, đây các bạn nhìn xem cái đất đây ạ, đất rất tươi xốp này, đất mùn run rất và rất mùn run rất nhiều xốp. Các bạn đất tươi xốp này đấy, các bạn mình xem cho quay cho các bạn xem đất nhé. Đấy, cái này thấy hiện tại năm nay tôi bón là giai đoạn đầu tiên là bón thúc đấy. Vâng, bác bón mấy cân một cây này rồi? Gốc này tôi đang bón là vào khoảng độ một yến rồi này. Một yến cây này rồi. À, cây bưởi nó già này mình đấy. Cây nó đang trong vào cây bưởi quý rồi đúng không? Già, nó già quá rồi, nó phải mình khai thác này hơn 40 năm rồi đó. Trên 40 năm cây bưởi già các bạn nhé. Tức là trong vườn này là bác mới đưa 16 cây đúng không? 16 cây. Và đợt tới là mình sẽ đi vào mấy hecta kia đúng không? Rồi. Đấy, nhìn thấy bộ lá thì nói chung là nó sẽ dày lá hơn đấy. Dày lá hơn, lá nó bị màu xanh khác đúng không? Xanh đậm. Và cái túi tinh dầu nó nhỏ đúng không? Đúng rồi. Và nó cảm thấy quả bưởi nó săn chắc hơn. Bưởi nó săn chắc hơn các bạn nhé. Thế là săn chắc này. Đấy, các bạn nhìn thấy cuống nó nhỏ. Cái bưởi già mà mình không cải tạo là tốt là cái đất nó sẽ kém, nó sẽ bị tuổi thọ nó giảm đi. Giảm đi và chất lượng nó sẽ kém theo. Và nó làm này nó trẻ hóa được đất, nó trẻ hóa được cây hơn. Mình làm được cái tăng cường cái độ pH này thì bao giờ cái chất lượng bưởi và cây nó phát triển sung sức theo những thời gian. Và nó tận dụng được các cái phân bón khác trong trong đất. Thế trong quá trình đấy bác, trước kia bác có bón thêm cái phân gà hay phân hữu cơ gì không? Không, đặc biệt là năm nay tôi công ty Silic Đông Sơn chúng tôi dùng đúng một chủng loại thôi. Thì xem thế nào? Để xem nó dễ đánh giá. Vâng, về mình dùng mà lại tổng hợp các loại phân nữa không phân biệt được, thành thử ra lúc đấy là đánh giá kết quả nó rất khó. Vâng. Nên là mình chỉ đi vào coi như chính cái phân bón Silic thôi để mình có những thời gian để mình trải nghiệm và đánh giá thực tế rồi chắc chắn hơn để mình sau này mình đưa vào đại trà. Các bạn thấy mình quay cái vườn bưởi của bác Phong nhỉ? Phương. Bác Phương. Giờ cái diện tích ngoài kia của bác là được bao nhiêu hectare? Diện tích của chúng tôi đang làm bên trại kia nó vào khoảng hơn 3 hectare. Nói đấy, của gia đình nhà mình luôn đấy. Của gia đình. À, hai giống bưởi à? Vâng, có trong đó hai giống bưởi, một là giống bưởi tôm xanh và hai là giống bưởi đỏ này. Bưởi diễn tôm xanh đấy. Vâng, diễn tôm xanh. Thế cái bưởi đỏ thì vẫn là cái chủng chuẩn ở đây đúng không? Rồi. Bưởi đỏ thì nó nói chung là có nguồn gốc từ cái Đông Cao này rồi. Nó xuất phát từ Đông Cao. Và bán được vào dục đúng từ cuối tháng 7 đến tháng 8 âm. Và bán Tết Trung Thu. Hai giai đoạn, một là bán Tết Trung Thu. Giai đoạn thứ hai mình sẽ bán Tết và Nguyên Đán. Tức là có để được không ạ? Để được. À, để được. Phần lớn thì vẫn để làm quay hai giai đoạn, một là bán cái lúc bưởi ăn là tháng 8 rồi mình bán ít thôi. Còn những quả nào mà đẹp chất lượng bao biết sau đó thì mình sẽ để bán Tết để phục vụ thờ tâm linh thì nó được giá cao hơn, được giá cao hơn đúng rồi. Vì Tết người ta nhu cầu cao hơn đúng không? Hay quá nhỉ. Thế là cái diện đất tích bưởi đỏ của bác là được bao nhiêu cây? Tất cả bưởi tơ bưởi già thì mới có hơn 40 cây đúng không? Rồi, nếu mà cả bưởi tơ bưởi già gia đình của chúng tôi là cũng phải có tầm cỡ khoảng gần 1.000 gốc rồi. Hay dạ, nhiều đấy nhỉ. Cái đến lúc mà sai mà được mùa thì cũng khá nhiều bưởi đúng không? Và cả hợp tác xã mình mấy chục khẩu nữa mà hộ thì nhiều đất lắm nhỉ. Đây mình đang ở cái vườn bưởi của bác Phương nhỉ. Chính gốc là đất ở đây bác nhiều. Bưởi Đông Cao này chính gốc ở đây. Đông Cao đây. Có nguồn gốc là chính gốc ở tại thôn Đông Cao này. Đông Cao luôn ạ. Tốt quá thầy. Còn nguồn gốc mà lại xa xưa ấy, có những gốc chẳng như nhà tôi là trên 60 năm rồi. Thì xa xưa mà xuất xứ về đâu thì cũng không rõ. Không rõ. Nhưng mà mấy các cụ mình là được trên mấy chục năm rồi. Trên 60 năm là có ở đây. Trên 60 năm rồi. Bây giờ đã đang được em vừa trong nhà này thì đang thấy có cái biển đúng không? Đấy. Biển mà được bảo tồn. Bảo tồn. Cây hiếm quý đúng. Rồi. Và trung tâm giống cây trồng của thành phố Hà Nội để bảo tồn để giữ những cái giống nguồn gen giống quý tốt để phục vụ bà con. Vâng. Bác cho em cái số điện thoại nếu như một số các cái gia đình nhà vườn khác muốn có cái giống của bác này. Hoặc là cuối năm thu mua bưởi người ta có thể đưa vào những các cái siêu thị hoặc là các đại lý lớn hoặc là xuất khẩu thì bác cho em số điện thoại và địa chỉ của bác người ta đến tham quan hoặc bán mua cây giống hoặc cây giống. Địa chỉ của chúng tôi là thuộc xóm 3. Vâng. Đấy, thôn Đông Cao, xã Trang Việt, Mê Linh, Hà Nội. Bác cho em số điện thoại và cho bà con. Bà con có thể tiện liên hệ theo số điện thoại là 0397 692 592. Cảm ơn bác ạ.
Các bạn vừa rồi theo dõi một cái phóng sự ngắn mình tham quan vườn bưởi của bác Phương ở Mê Linh, Hà Nội. Cái thì mình cũng quay được cái giống bưởi của bác đây là trên 40 năm cây bưởi già, và bác dùng cái phân bón xịt Đông Sơn để thí nghiệm có 16 cây thôi. Và tới bác sẽ đưa vào, thấy hiệu quả bác đưa vào sẽ bón đại trà để đưa cây bưởi của bác là sạch để đưa vào những cái trung tâm có cái chỗ đứng cho cây bưởi được giá trị cao hơn. Và bạn nào có thể mua cây giống hoặc là mua quả thì tháng 8 là bác đã có bưởi bán, đầu cuối tháng 7. Thì các bạn liên hệ với số điện thoại vừa rồi của bác Phương. Cảm ơn bác ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Nhân Vi. Xin chào anh. Vâng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Nhân Vi. Các bạn thấy hay nhớ ủng hộ kênh Nhân Vi để đưa về ra những video thiết thực nhất. Một lần nữa xin chào các bạn, gặp lại sau. Xin chào, cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Xin chào. Các bạn nhìn cái chùm bưởi của nhà bác Phương này. Đấy, các bạn thấy không? Sai không? Quá sai luôn, mà cây là hơn 40 năm các bạn chứ. Các bạn nhìn thấy hiệu quả không? Đây là mình quay với là tầm 12 giờ trưa các bạn nhá. Rất là nắng mà cả nó hơi ánh sáng hơi khó thôi các bạn, cái bưởi già lắm rồi các bạn.